Bọn con có nhìn thấy màn hình Word không? Một. Có. Rồi, chuyên đề một ạ. Chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh. Rồi, các bạn ghi nhớ cho cô những nội dung sau. Chúng ta chỉ ghi tóm lược lại nội dung thôi nhá. Thứ nhất là nền tảng tư tưởng cho mọi hành động cách mạng. Hai chấm chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chưa? Thế lưu ý ở đây là mọi hành động cách mạng là cho cả quá trình sự nghiệp xây dựng cách mạng của đất nước, bao gồm cả thời kỳ đấu tranh bảo vệ dân tộc và cả giai đoạn là xây dựng và phát triển đất nước đến ngày hôm nay ạ. Câu hỏi số 2 muốn hỏi với cả lớp, khi mà chúng ta nghiên cứu về chủ nghĩa Mác Lênin ấy, thì hãy trả lời dùng cho cô xem là chủ nghĩa Mác Lênin là một hệ thống lý luận chính trị bao gồm những bộ phận cơ bản nào? Chủ nghĩa Mác Lênin là một hệ thống lý luận chính trị bao gồm những bộ phận nào ạ? Ngô Thị Phương Nhung 11A8 con ơi. Hệ thống lý luận chính trị bao gồm những bộ phận nào? Phương Nhung 11A8 con ơi. Con nói cô, bạn ấy vắng ạ. Một lớp cử một bạn, con thay bạn ấy ạ. Vân Hà trả lời đi con. Vân Hà ơi. Ê, con đây ạ. Ừ, con trả lời cô xem nào. Chủ nghĩa Mác Lênin là một hệ thống lý luận chính trị bao gồm những bộ phận nào? À, con đưa cô chủ nghĩa mà Madeline là Bao gồm có 3 bộ phận cơ bản. Hôm qua có giới thiệu rồi ạ. Vâng, hệ thống lý luận chính trị này bao gồm có 3 bộ phận. Vân Hà vẫn chưa câu trả lời. Vâng, Thành Tân lại có tín hiệu giơ tay ạ. Cô mời Thành Tân con ơi. Một bạn đoàn viên lớp 10 nhưng rất tích cực đúng không à. Em nói cô là chủ nghĩa Mác Lênin là một hệ thống lý luận chính trị bao gồm bộ phận triết học Mác Lênin, kinh tế Rồi. chính trị Mác Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học ạ. Giỏi lắm. Rồi, cảm ơn chàng trai đến từ lớp 10 ạ. Bao gồm là triết học Mác Lênin, bao gồm nội dung nữa là kinh tế chính trị Mác Lênin và nội dung cuối cùng là chủ nghĩa xã hội khoa học. Tức là học thuyết khoa học nghiên cứu về cái mô hình xã hội lý tưởng về chủ nghĩa xã hội ạ. Thế thì cũng xin lưu ý là các cái nội dung kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học thì nó sẽ chia thành các học phần và các bạn sẽ được nghiên cứu ở những bậc học cao hơn. Thế còn về triết học Mác Lênin thì cô nghĩ là trong chương trình giáo dục công dân lớp 10 bọn con cũng đã được tiếp cận phần nào với những nội dung cơ bản. Nếu còn nói về triết học Mác Lênin ạ, thì các bạn nhớ dùng cô những cái khái niệm căn bản sau đây ạ. Đó là gồm có hai nguyên lý cơ bản. Đó là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển. Và hai cái nguyên lý cơ bản này đi liền với ba cái quy luật và sáu cặp phạm trù. Và sáu cái cặp phạm trù triết học tiêu biểu này thì gồm có mối quan hệ giữa chung và riêng, cặp phạm trù giữa bản chất và hình thức, cặp phạm trù giữa nội dung hình thức, cặp phạm trù giữa tất nhiên và ngẫu nhiên, và cặp phạm trù giữa nguyên nhân, kết quả và khái niệm và hiện thực. Thì sau này các bạn sẽ được nghiên cứu rất là cụ thể. Cô chỉ giới thiệu
tóm lược cho các bạn những cái nội dung căn bản của triết học Marx Lenin thôi. Triết học Marx Lenin là một hệ thống quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người. Và vị trí của con người ở trong thế giới đó. Được chưa? Và như vậy thì triết học Marx Lenin còn là khoa học về những cái quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên, của xã hội và của tư duy con người. Cho nên tiếp cận với triết học Marx Lenin thì các bạn sẽ được hình thành và mở rộng thế giới quan và nhân sinh quan rất là rõ ràng, cụ thể và sâu sắc. Được chưa? Chúng ta đến với nội dung thứ hai trong cái học thuyết lý luận này, đó là về tư tưởng Hồ Chí Minh ạ. Đấy, xin phép được hỏi lại một câu hỏi ngắn thôi ạ. Và đây cũng là câu hỏi mà các bạn cần phải ghi nhớ, đó là nguồn gốc hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh ạ. Gồm có những yếu tố căn bản nào đã hình thành nên tư tưởng của Hồ Chí Minh ạ? Đấy, xin được gợi ý là có bốn nhân tố cơ bản, bao gồm nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Vâng, có hai tín hiệu giơ tay ạ. Xin mời cán bộ lớp ra hơn 11A9 con ơi. Con thưa cô là đầu tiên là tư tưởng và văn hóa truyền thống Việt Nam ạ. Rồi, thứ nhất là trên cơ sở là kế thừa những cái giá trị văn hóa truyền thống đúng không ạ? Kế thừa giá trị văn hóa. Tiếp con ơi. Thứ hai là tinh hoa văn hóa nhân loại ạ. Rồi, ở thứ hai... Xin lỗi ạ. Cái kế thừa giá trị văn hóa truyền thống này sẽ là nội dung nhân tố thứ hai. Vâng, thứ ba là con thứ ba là trên cơ sở tiếp thu là tinh hoa văn hóa nhân loại. Đúng rồi, tinh hoa văn hóa nhân loại. Rồi ạ. Tinh hoa văn hóa nhân loại ở đây thì xin phép lưu ý với cả lớp là bao gồm cả những cái học thuyết tinh hoa văn hóa khoa học của cả phương Đông và phương Tây nha cả nhà. Vâng ạ. Chủ nghĩa Marx Lenin ạ. Đúng rồi, đấy chính là cái yếu tố khách quan đầu tiên có thể hình thành nên tư tưởng của Hồ Chí Minh là Bác đã vận dụng và phát triển sáng tạo. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin. Nhưng mà xin lưu ý với Hân và cả lớp nha, đó là vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx Lenin nhưng phù hợp với cái gì ạ? Phù hợp với gì Hân nhỉ? Vận dụng và phát triển cái chủ nghĩa này phù hợp vào điều kiện gì con? Điều kiện cụ thể của đất nước ạ. Đúng rồi, của đất nước chúng ta. Rồi ạ, yếu tố cuối cùng ạ. Là do nhân tố chủ quan của Hồ Chí Minh ạ. Đúng rồi, do nhân tố chủ quan hay nói đúng hơn là được hình thành nên từ chính phẩm chất cá nhân của người. Được chưa? Và phẩm chất cá nhân của người thì các bạn có thể nhắc đến một số những cái yếu tố căn bản sau để làm nên phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh. Đó chính là khả năng tư duy độc lập. Đây là yếu tố ngày hôm qua Đức có nhấn mạnh đúng không ạ? Hoặc là thứ hai là quá trình khổ công luyện tập. Lao động và học tập, quá trình khổ công học tập của Bác. Và tiếp theo nữa các bạn có thể thấy là tư tưởng hình Hồ Chí Minh này được hình thành chính là thông qua cái cuộc sống của người công nhân lao động. Bởi vì bản thân Bác là người đã trải nghiệm cái cuộc sống lao khổ của giai cấp cần lao, cho nên khi mà hòa mình cùng với đời sống của giai cấp cần lao như vậy thì Hồ Chí Minh hiểu và nhận thức rất là sâu sắc cái con đường để có thể giải phóng dân tộc, giải thoát khỏi cái các bức nô hộ các thế lực thuộc địa và mang về tìm ra được cái ánh sáng giải phóng dân tộc cho nước nhà. Rồi, cảm ơn Hân rất nhiều ạ. Cô ghi nhận là Hân có ghi nhớ nội dung bài học nha. Rồi, 9 điểm miệng. Lúc nãy có Thành Tân nữa. Rồi, cảm ơn cả nhà. Các bạn tiếp thu bài khá là tích cực đúng không ạ? Và nội dung câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cho cả lớp cho cái nội dung chuyên đề ngày hôm qua ạ. Mục 1.2 các bạn ghi vào đề cương luôn ạ. Đó là cô muốn hỏi cả nhà là con đường mà cách mạng Việt Nam lựa chọn ạ. Con đường mà cách mạng Việt Nam lựa chọn ạ. Tức là chúng ta sẽ lựa chọn cái mô hình hình thái kinh tế xã hội nào để xây dựng và phát triển ạ. Hân vẫn giơ tay hả con? Có bạn nào chưa? Vâng.
Con xem xuống. Vâng ạ, Hiền giơ tay ạ. Hiền 14 con ơi. Con cô là con đường xã hội chủ nghĩa. Rồi, là con đường xã hội chủ nghĩa. Hiền có nhớ về đặc trưng hay mục tiêu phương hướng của con đường xã hội chủ nghĩa này không? Một trong những nội dung căn bản thôi cũng được. Con nhớ nội dung gì không? Xây dựng nền văn hóa. Rồi, chắc là quên nội dung bài học rồi á. Bây giờ mình xem lại một số những cái phương hướng trong cái slide mà hôm qua cô hướng dẫn cả lớp ghi vào cái tài liệu đấy nhá. Bây giờ thì lưu ý cái nội dung như thế này. Con đường cách mạng mà nước chúng ta lựa chọn đó chính là mô hình xã hội chủ nghĩa. Và phải khẳng định một điều rằng là lựa chọn cái con đường đi lên xã hội chủ nghĩa là xu thế tất yếu khách quan. Là xu thế tất yếu khách quan, phù hợp với điều kiện lịch sử của thế giới cũng như là của Việt Nam. Trọng. Và đây là con đường đấu tranh và giải phóng dân tộc duy nhất để có thể mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho dân tộc, cho nhân dân. Được chưa? Và nội dung thứ hai nữa, cô muốn hỏi một cái câu hỏi liên hệ và vận dụng với kiến thức đương đại. Hỏi thử xem là các bạn có ghi nhớ được không nhá. Là cô muốn hỏi xem là các bạn có biết là trên thế giới hiện nay có những quốc gia nào mà cũng đi theo cái mô hình lý tưởng là xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa không? Giống như Việt Nam chúng ta không ạ? Vâng, đây là một câu hỏi rất khó và là nó là một câu hỏi vận dụng bậc cao liên quan đến kiến thức về đời sống chính trị. Vâng, có tín hiệu trả lời ạ. Nguyễn Trung Kiên 11A3. Cô mời con nào. Em cô là trên thế giới là có các nước đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa là có Cuba, Trung Quốc, Việt Nam và Triều Tiên. Là những quốc gia. Con đọc tên nào. Còn có một số. Cuba, Rồi, bốn quốc gia chính xác ạ. Người ta gọi là Cộng hòa Cuba. Tiếp con ơi. Trung Quốc ạ. Cộng hòa, chúng ta gọi đúng thể chế chính trị tên của quốc gia đó là Cộng hòa gì ạ? Nhân dân Trung Hoa. Rồi, tiếp theo con ơi. Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Giỏi lắm. Tiếp theo con ơi. Về Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ạ. Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đủ chưa nhỉ? Còn một người bạn láng giềng là người anh em của chúng ta nữa cũng đi theo mô hình lý tưởng xã hội chủ nghĩa này. Đó là ai ạ? Một trong ba mô hình nhỉ? Có ai nhớ người bạn hàng xóm thân thiết của chúng ta, người bạn anh em của chúng ta mà cũng xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa này ạ? Tiên ơi, con trả lời luôn. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ạ. Giỏi lắm, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vâng, rất là xuất sắc ạ. Cảm ơn Trung Kiên rất nhiều ạ. Vẫn còn 6 cánh tay nữa giơ tay, vâng, chứng tỏ là các bạn rất là quan tâm đến đời sống chính trị của Việt Nam nói riêng, của thế giới đúng không ạ? Rồi ạ, với cái nội dung chuyên đề bài học lý luận chính trị đầu tiên thì đấy là những cái nội dung mà cô muốn các bạn ghi nhớ dùng cho cô, được chưa ạ? Các bạn có thể lưu lại cái nội dung ôn tập này và trước mỗi buổi chúng ta sẽ lưu ý lại những cái nội dung như thế nha. Đề cương nha. Rồi ạ, chúng ta cùng đến với chuyên đề ngày hôm nay. Bọn con vẫn nhìn thấy màn hình của cô nhỉ? New share, chuyên đề 2 ha. Rồi. Thế thôi, bỏ tay xuống con à. Rồi ạ, các bạn nhìn thấy bài học của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Là các bạn sẽ đi nghiên cứu và tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi cái thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của nước nhà. Thế thì với cái nội dung bài học tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta có 4 cái nội dung căn bản như sau ạ. Thứ nhất là các bạn sẽ tìm hiểu khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu tìm hiểu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cái giai đoạn cách mạng của nước nhà. Thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu về đường lối đúng đắn của Đảng. Đây chính là nhân tố hàng đầu để quyết định mọi cái thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn khác nhau.
Và nội dung cuối cùng là sẽ tìm hiểu về những bài học kinh nghiệm lớn của Đảng trong quá trình mà lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi qua các cái thời kỳ. Một lá mã, sự ra đời của Đảng Cộng sản. Ý nghĩa về lá cờ của Đảng. Con có hiểu hai cái biểu tượng ở trên lá cờ không? Dạ. Con thưa cô, đầu tiên là màu đỏ thì đương nhiên là các vị anh hùng đã từng hy sinh trong các trận chiến bảo vệ độc lập tự do. Còn trên cờ Đảng thì có hai hình là một búa và một liềm màu vàng đặt chéo nhau. Thì hai biểu tượng này là tượng trưng cho một cái là công nhân công nghiệp đô thị và một cái là những người nông dân khi mà có hình liềm ạ. Rồi, và sự đặt chồng lên nhau này là thể hiện cho sự đoàn kết, sự thống nhất của hai giai cấp lao động rất là quan trọng của Việt Nam ạ. Để có thể chỉ biết đến thế thôi ạ. Rồi, con biết thế là quý quý lắm rồi ạ. Cảm ơn Bảo Anh rất nhiều ạ. Các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Có những nội dung mà chúng ta đã trải nghiệm cái nội dung kiến thức đó và đã tìm hiểu rồi, và nó sẽ nhân rộng và tích lũy cái vốn văn hóa tri thức của bọn con lên rất nhiều trong cái nội dung là nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thống lý luận chính trị ở Việt Nam, đúng không ạ? Thì Bảo Anh cũng đã giới thiệu và chia sẻ rất là cụ thể. Bây giờ thì cô trò chúng ta cùng nghiên cứu xem là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trên một cái bối cảnh như thế nào nhá. Thứ nhất là xét trên cái bối cảnh là cục diện đất nước lúc bấy giờ. Xuất phát từ sự ok, có một bạn nào đó đang bật audio, con tắt mic đi nhá. Nhiều những cái lựa chọn con đường đường lối để có thể giải phóng dân tộc, nhưng mà chưa tìm được một cái giải pháp, chưa tìm được một cái con đường nào tối ưu để có thể giải phóng dân tộc và phát triển đất nước vào cái giai đoạn lịch sử là đầu thế kỷ thứ 20, đúng không ạ? Thế thì hãy lý giải xem là vì sao mà đầu thế kỷ thứ 20 Việt Nam lại bị rơi vào khủng hoảng về đường lối như vậy ạ? Thứ nhất là các bạn có thể soi chiếu lại cái bối cảnh Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Sự thống trị toàn diện của thực dân Pháp cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 về kinh tế, về chính trị, về văn hóa và về xã hội. Trên đây là hình ảnh thực dân Pháp đang khai thác mỏ ở Hòn Gai, Quảng Ninh. Rồi thực dân Pháp đã có những cái hành động rất là dã man và tàn bạo khi mà chém đầu người yêu nước. Cái thời điểm mà thực dân Pháp mới bắt đầu đặt chân sang lãnh thổ của Việt Nam chúng ta. Đây là hình ảnh cho nhà tù Hỏa Lò, là nơi mà giam giữ rất nhiều những người Việt Nam yêu nước tham gia vào cái phong trào đấu tranh để giải phóng dân tộc. Chính bởi vậy nó tạo nên một cái cục diện biến đổi rất là sâu sắc của xã hội của chúng ta. Từ một xã hội phong kiến độc lập đã chính thức trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Nửa phong kiến có nghĩa là như thế nào ạ? Nửa phong kiến là như thế nào ạ? Xin mời Lã Quốc Trung 11A2 con ơi. Lã Quốc Trung 11A2 con trả lời đi. Trung vào ha. Rồi ạ. Xin mời một bạn khác ạ. Có ai giơ tay không? Cô hơi băn khoăn về thuật ngữ là xã hội thuộc địa nửa phong kiến ạ. Bọn con hiểu gì về khái niệm thuộc địa nửa phong kiến ạ? Thuộc địa thì chắc là ai cũng hiểu rồi, là bởi vì là chúng ta bị thực dân Pháp xâm lược, đúng không ạ? Và được chúng đến đặt chân vào Việt Nam với một cái chiêu bài gọi là khai hóa văn minh cho dân tộc An Nam của chúng ta. Thế thì cái nội dung đó thì cái chiêu bài đó của thực dân Pháp thì đã khiến cho Việt Nam trở thành một quốc gia thuộc địa của thực dân Pháp trong cái lãnh thổ Đông Dương này. Thế thì cô muốn hỏi là vế còn lại của cái xã hội này đó là nửa phong kiến, nghĩa là như thế nào? Tức là chế độ phong kiến vẫn còn tồn tại. Bốn người giơ tay ạ. Vâng. Hữu Trung 11A10 con ơi. Thưa cô, thì một Việt Nam là một nước thuộc địa nửa phong kiến. Thì nửa phong kiến có nghĩa là nước mình người có một người đứng đầu là vua, chính là Bảo Đại, tức là chính quyền phong kiến, nhưng thực chất thì vua chỉ là bù nhìn, là tay sai của thực dân Pháp. Ô, giỏi quá, lại còn hiểu được cả bản chất. Rồi, cảm ơn Trung ạ. Cảm ơn con. Hữu Trung ơi, con học Thay Huyền hay là con mới tham gia vào lớp học? Cô nhìn thấy tên danh sách đăng ký qua Google Bắc thì không thể có tên con mới vào đúng không? Dạ vâng ạ.
Rồi, cảm ơn Trung rất nhiều và chào mừng con đến với lớp học trực tuyến đặc biệt này ạ. Như vậy thì Trung đã giới thiệu cho các bạn là vì sao mà chúng ta vẫn có thể được coi, thôi chết rồi, sắp biết rồi cả nhà ơi, được coi là xã hội thuộc địa lửa phong kiến là bởi vì chế độ quân chủ vẫn còn tồn tại và nhà nước của chúng ta thì vẫn có vua đứng đầu, tức là vẫn duy trì cái chế độ quân chủ, đúng không ạ? Cho nên là được hình thành nên một cái xã hội mang bản chất là thuộc địa và lửa phong kiến. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh nông dân Việt Nam bị bần cùng hóa, phải kéo cây, thay trâu, rồi rất nhiều những cái tranh biếm họa và đả kích do chính Nguyễn Ái Quốc vẽ và đã được đăng lên trên những cái tờ báo của Pháp. Vâng, nổ ra do cái xã hội Việt Nam biến đổi sâu sắc như vậy cho nên đã dẫn đến rất nhiều những cái phong trào theo khuynh hướng phong kiến như phong trào Cần Vương. Phong trào của nông dân Yên Thế. Có thể thấy những cái phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản như là Phan Bội Châu đã lập ra hội Duy Tân, rồi tổ chức phong trào Đông Du để đưa thanh niên học sinh của Việt Nam sang du học ở Nhật Bản để lập ra Việt Nam qua Phục hội. Rồi Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân với một cái khát vọng đổi mới, căng tân và chấn hưng nước nhà ở trên rất nhiều những cái phương diện khác nhau. Một số những cái phong trào yêu nước theo khuynh hướng tư sản tiêu biểu như là Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Đây là những cái trụ sở của Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội thời xưa, ở phố Hàng Đào năm 1926. Phong trào dân chủ tư sản sau chiến tranh thế giới thứ nhất còn có sự tham gia của một số phong trào quốc gia cải lương do Đảng lập hiến, phong trào dân chủ công khai, thanh niên cao vọng Đảng, phong trào cách mạng quốc gia tư sản, vân vân, với tên tuổi của rất nhiều nhân vật tư sản yêu nước. Ở trên hình ảnh có hiển thị một số những cái nhân vật lịch sử rất là tiêu biểu như ông vua Đường Thủy, Bạch Thái Bưởi, Phạm Hồng Thái, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học. Cả lớp có biết gì về ông vua Đường Thủy Bạch Thái Bưởi không nhỉ? Ông vua Đường Thủy Bạch Thái Bưởi ạ, tại sao gọi là ông vua Đường Thủy ạ? Ông vua Đường Thủy là ai ạ? Vâng, không ai có tín hiệu giơ tay trả lời. Vâng, bốn người giơ tay ạ. Xin mời Huyền nào. Huyền 10A10 con ơi. Huyền ơi, cô nghe đây, con bật cam và bật mic lên. Con xin lỗi cô, đây là con giơ tay thì cô hỏi trước. Cô xin lỗi con. Bạn nào, có bạn nào biết ông vua Bạch Thái Bưởi không? Vâng ạ. Bạch Thái Bưởi là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ thứ 20. Sinh thời thì ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 20. Ông luôn luôn thể hiện tinh thần dân tộc của mình trong cái hoạt động kinh doanh của mình. Ví dụ như là khi mà đặt tên cho các con tàu mà ông mua lại từ đối thủ người nước ngoài. Nhưng mà ông luôn luôn khi mà sau khi mua lại xong thì Bạch Thái Bưởi luôn luôn đặt tên những cái con tàu mà ông mua lại đó bằng tiếng Việt. Ví dụ và mang thể hiện rõ cái hình ảnh văn hóa và bản sắc của người Việt, như là ông đặt tên những con tàu đó là Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Trắc, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Hàm Nghi, vân vân. Thì đấy chính là một chân dung người trí thức tư sản yêu nước, xin lỗi, doanh nhân tư sản, thể hiện rõ cái tinh thần dân tộc trong cái hoạt động kinh doanh của mình mà cô muốn giới thiệu và chia sẻ thêm. Và các bạn có thể thấy là kết cục lịch sử của tất cả những cuộc khởi nghĩa đấy là gì ạ? Là các cuộc khởi nghĩa của chúng ta đều thất bại. Và cái sự thất bại đó thì chứng tỏ là sự bế tắc của hệ tư tưởng phong kiến và còn là bế tắc khủng hoảng của cả dân chủ tư sản ở Việt Nam lúc bấy giờ.
Khởi nghĩa Yên Bái thất bại đã chứng tỏ hệ thống tư tưởng tư sản hoàn toàn bất lực trước cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Tức là chúng ta có ý thức là đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng mà cái con đường mà chúng ta lựa chọn và đã tiến hành triển khai thì chưa mang lại một cái kết quả khả quan nào cho cách mạng lúc bấy giờ, thời kỳ đương thời. Di tích khởi nghĩa Yên Bái tháng mùng 10 tháng 2 năm 1930 có một cái câu khẩu hiệu và biểu ngữ là gì ạ? Không thành công cũng thành nhân. Nó biểu lộ một cái tính chất hấp tấp và hăng hái nhất thời, không vững chắc và non yếu của phong trào tư sản. Vậy thì trên cái bối cảnh là khủng hoảng như thế thì chúng ta mong muốn và hy vọng là sẽ tìm được cái giải pháp cho con đường cách mạng Việt Nam bằng cái lối thoát nào, thì chúng ta có thể tìm hiểu. Rất may mắn là lịch sử Việt Nam được đón nhận sự xuất hiện của một người anh hùng vĩ đại cho dân tộc, đã tìm ra được lối thoát và con đường đi cho dân tộc Việt Nam. Đó chính là vị thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, đúng không ạ? Tìm hiểu về lịch sử, tiểu sử con đường ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì các báo đài và các tài liệu lịch sử cách mạng cũng đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều về cái mốc thời điểm ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Ái Quốc đã ra đi từ bến cảng Nhà Rồng. Và đây chính là hình ảnh ở bến cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh. Xin lưu ý ở mốc thứ hai, đó là tháng 7 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin. Cái sự kiện lịch sử này nó rất là quan trọng, bởi vì cái thời điểm mà bác đọc luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ấy ạ, các bạn hình dung là sự kiện này đã được rất nhiều những tác giả, nhà văn, nhà thơ có miêu tả lại cái sự kiện này để nói về một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt trong cuộc đời của bác. Nhà thơ Chế Lan Viên có nói về khoảnh khắc mà Nguyễn Ái Quốc đọc cái bản sơ thảo luận cương vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa, đó là phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười ạ. Các bạn có hiểu vì sao mà khi mà bác đọc luận cương lần thứ nhất là bác tâm sự là bác khóc và Chế Lan Viên lại nói đó là giây phút mà bác cười không ạ? Vâng ạ. Chúng ta có thể thấy là cuộc khảo sát giơ tay ạ, bọn con muốn nói Tân Đan 10A5, con muốn nói gì? Con chia sẻ được về giây phút này. Cô mời con. Dạ, con thưa cô là khi mà đọc luận cương của Lenin, bác đã khóc bởi vì là bác đã tìm thấy được cái con đường giải phóng cho dân tộc, là đó chính là bác đi theo cái chủ nghĩa Mác Lenin ạ, con đường vô cùng sáng suốt mà bác ấy đã lựa chọn là để giải phóng dân tộc ạ. Đúng rồi, đó là con đường xã hội chủ nghĩa để đấu tranh giải phóng dân tộc. Cảm ơn Tâm Đan rất là nhiều ạ. Cuộc khảo sát 10 năm đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ và châu Phi, qua những đất trời tự do, qua những đất tự do và những trời nô lệ, đã khiến cho bác có thể nhìn thấy nhiều con đường cách mạng. Bác nghiên cứu con đường cách mạng của Mỹ năm 76, bác nghiên cứu cách mạng Pháp năm 1789. Nhưng có lẽ là chỉ đến khi mà đọc bản luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin thì Nguyễn Ái Quốc mới thực sự là tìm thấy con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam. Chế Lan Viên đã viết ở trong Người đi tìm mình của nước là gì ạ? Luận cương đến với Bác Hồ và người đã khóc, lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin. Đó là những câu thơ rất là hay để nói về một giây phút cảm xúc rất là đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi mà người đã tìm thấy con đường cách mạng cho dân tộc nước nhà. Và người ta vẫn thường nói đây là phút giây xúc động một tâm hồn vĩ đại, được chưa ạ? Tháng 12 năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản. Đó là một cái sự kiện mà chính thức ghi dấu sự tham gia và có mặt của Nguyễn Ái Quốc trong cái Hội đồng Quốc tế Cộng sản của thế giới. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh, đây là hình ảnh của Đại hội Đảng Xã hội Pháp mà có sự tham gia của Nguyễn Ái Quốc. Và đây, chân dung hình ảnh ở bên tay phải là Nguyễn Ái Quốc đã phát biểu trực tiếp tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Xã hội Pháp. Và như vậy thì rõ ràng là Chủ tịch Nguyễn Ái Quốc đã góp phần vào sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Và rõ ràng bác chính là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Các bạn nhớ cho cô những cái nội dung thông tin như vậy để sau này nếu ai có cơ hội mà thi Olympia hay những sân chơi trí tuệ khác thì các bạn vẫn ghi nhớ nha. Rồi ạ, bác đã sáng lập ra báo Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy là
những cái nét chữ đầu tiên khi mà người sáng lập ra những cái tờ báo thay mặt cho tiếng nói của giai cấp vô sản của Việt Nam lúc bấy giờ, mong muốn là có thể thể hiện được cái khát vọng giải phóng dân tộc của mình, để tìm ra được cái con đường cho cách mạng Việt Nam. Và chữ cái ban đầu ấy, cái thời kỳ mà chữ quốc ngữ của chúng ta mới ra đời ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy đây chính là tranh minh họa báo Người Cùng Khổ của Nguyễn Ái Quốc. Báo viết bằng trực tiếp bằng tiếng bản ngữ là tiếng Pháp, cho nên là rất nhiều những cái tác phẩm văn học thời kỳ này bác cũng viết bằng trực tiếp bằng tiếng của Pháp. Người đã sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà hạt nhân chính là Cộng sản đoàn. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp sáng lập và rèn luyện. Đây là tuần báo thanh niên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với chức năng tuyên truyền và vận động. Đây là số báo ngày 3 tháng 10 năm 1926. Người đã mở lớp học tại Quảng Châu, Trung Quốc để đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng cho Việt Nam từ giai đoạn năm 1925 đến 1927. Ở ngôi nhà số 13/1, nay là số 248 đường Văn Minh ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc, chính là trụ sở của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi mà Nguyễn Ái Quốc đã mở các cái lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng Việt Nam trong năm 25 đến năm 27. Và kết quả hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là các bạn có thể thấy, nhìn thấy là một số những cái kết quả hoạt động của bác trong cái giai đoạn đầu để dẫn đến góp phần hình thành nên sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin và đường lối cách mạng của vô sản vào Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn và được giai cấp công nhân cũng như là nhân dân trong cả nước đón nhận. Thứ hai là tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh mẽ trên khắp đất nước và gửi cả thông điệp đến kiều bào nước ngoài. Thứ ba là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản. Nhớ là khuynh hướng vô sản nhé. Lúc này chúng ta tìm hiểu là phong trào yêu nước theo khuynh hướng là dân chủ tư sản thất bại, phải không ạ? Bây giờ là khuynh hướng vô sản sau khi mà bác đã lĩnh hội được những cái học thuyết, nội dung của quốc tế vô sản. Được nhiều tầng lớp tham gia, trong đó có những cuộc đấu tranh sôi nổi của giai cấp công nhân. Cuối cùng là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển rất mạnh mẽ, phát triển từ tự phát cho đến tự giác. Những năm 20 thế kỷ 20, trong nước có các phong trào công nhân chịu ảnh hưởng lớn về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc. Đây là bức vẽ miêu tả hình ảnh. Bọn con không nhìn thấy slide chạy à? Đây chính là hình ảnh bức vẽ miêu tả hình ảnh bãi công ngày 13 tháng 3 năm 1928 của công nhân Sở Dầu Thượng Lý, Hải Phòng. Cuộc đấu tranh trên 1.000 công nhân ở đồn điền cao su Phú Riềng, Nam Bộ đầu năm 1930 đòi tăng lương và đồng loạt là muốn giảm giờ làm. Như vậy thì bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ dẫn đến sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Tháng 3 năm 1929, số 5B Hàm Long, Hà Nội thì có một số hội viên tiên tiến tổ chức thanh niên ở Bắc Kỳ đã lập ra chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, gồm 7 đồng chí do đồng chí Trần Văn Cung làm bí thư chi bộ. Các bạn có thể nhìn thấy biển hiệu nơi thành lập nhóm cộng sản đầu tiên, nhớ là 7 đồng chí nhé, nhớ những con số như thế ạ. Tháng 6 năm 29, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập tại số nhà 312 Khâm Thiên, Hà Nội. Đây chính là bức tranh chụp những cái địa danh mà ghi dấu những cái sự kiện lịch sử ban đầu của Cộng sản Việt Nam. Tháng 7 năm 29 là An Nam Cộng sản Đảng ra đời. Tháng 9 năm 29, các đảng viên tiên tiến trong Đảng Tân Việt thành lập ra Đông Sương Cộng sản Liên đoàn. Đó, đây chính là phong cảnh khách lầu nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ. Và từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 30 thì diễn ra một cái hội nghị hợp nhất ba tổ chức đảng họp tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị này đã nhất trí thành lập một đảng duy nhất và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các bạn có thể thấy đây là bức tranh minh họa lại về hình ảnh cái hội nghị mà đã hợp nhất các cái tổ chức cộng sản ở Việt Nam để thống nhất là thành lập một đảng duy nhất
lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bạn lưu ý dùng cho cô cái sự kiện đó. Như vậy là có thể thấy là dựa trên một cái cơ sở học thuyết làm kim chỉ nam cho mọi cái hành động tư tưởng của cách mạng Việt Nam, đó chính là chủ nghĩa Mác Lênin, kết hợp với điều kiện bối cảnh lịch sử thực tiễn của dân tộc là phong trào yêu nước và phong trào công nhân của nước nhà đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì ạ? Là có thể chấm dứt được cuộc khủng hoảng về lãnh đạo, khủng hoảng về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc trên nước nhà, tìm ra được một cái lối đi cụ thể cho dân tộc. Thứ hai nữa là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng minh chứng là cách mạng Việt Nam chính thức trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới, mang đến và góp phần vào cái công cuộc thắng lợi chung của cách mạng trên toàn nhân loại chúng ta, và nó cũng sẽ tạo cơ sở cho những bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam trong những thời kỳ sau này. Các bạn xem cái nội dung thứ hai, đó là tìm hiểu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng. Nội dung số 2 và nội dung số 3 chúng ta sẽ tìm hiểu vắn tắt, bởi vì là trong đề cương thì cô sẽ gửi tài liệu để các bạn lưu ý về những cái nội dung này. Chúng ta cần có những cái học phần chuyên sâu hơn để nghiên cứu cụ thể, nhưng mà ở cái cấp độ khái quát và cơ bản nhất thì cô mong muốn các bạn có thể hình dung, tiếp cận và lĩnh hội được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua những cái chặng đường chủ yếu cách mạng như sau. Thứ nhất là trên hình ảnh slide có hiển thị về tượng đài tiếng trống năm 1930 tại Tiền Hải, Thái Bình. Không biết là có ai có biết về cái sự kiện này không ạ? Vâng, khởi nghĩa lịch sử của nhân dân Tiền Hải vùng dậy chống thực dân Pháp vào năm 1930 đã chính thức đánh dấu một cái mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, đã được ghi lại trong thơ ca, văn hóa, nghệ thuật, hội họa rất là nhiều, và có thể nhìn thấy ngay thể hiện qua cái hình ảnh công trình kiến trúc rất là vĩ đại của người dân nhân dân Thái Bình, đó là biểu tượng cho cái tượng đài tiếng trống, cũng như là một cái sự kiện đầu tiên để đánh dấu cái bước ngoặt trong cái lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc. Quân chúng đấu tranh hướng theo lá cờ của Đảng, và đây chính là tranh vẽ khí thế vùng lên giành chính quyền của công nhân và nhân dân vùng mỏ. Đỉnh cao của cao trào cách mạng năm 30-31 chính là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh mà các bạn đã được các thầy cô giáo lịch sử nhắc và hướng dẫn giảng dạy rất là nhiều về cái cao trào cách mạng này do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo vào năm 30 và năm 31. Cao trào cách mạng dân chủ năm 36-39 tiêu biểu như đây là hình ảnh của các cuộc meeting khu đấu sản Hà Nội tháng 5 năm 38. Chúng ta đấu tranh bằng rất nhiều hình thức và rất nhiều phương tiện khác nhau, đấu tranh bằng những cuộc tham gia meeting, biểu tình, bằng lễ kỷ niệm, rồi thậm chí là bằng cả một cái phương tiện thông tin truyền thông mà có một cái sức tuyên truyền đấu tranh rất là mạnh mẽ, và chúng ta đấu tranh chính trị bằng hình thức là báo chí công khai. Cao trào cách mạng năm 39-45 đi theo tiếp nước thang của lịch sử, các bạn có thể nhận thấy rõ cái cuộc nổi dậy phá kho thóc Nhật mở đầu cho cái cao trào tổng khởi nghĩa giành chính quyền, mà một cái minh chứng dẫn chứng rất là cụ thể mà các bạn tìm hiểu về cái cuộc nổi dậy chống phá kho thóc Nhật đó chính là thể hiện trong cái tác phẩm Vợ Nhặt mà các bạn lớp 12 đã được nghiên cứu và tìm hiểu ở chi tiết cuối cùng. Đó là trong óc chàng vẫn còn hiện lên hình ảnh của lá cờ đỏ bay phấp phới, tác phẩm mở ra hứa hẹn niềm tin của nhân dân với lại cái con đường khởi nghĩa mà chúng ta đứng lên để giành chính quyền, đó là sẽ nổi dậy phá kho thóc của Nhật. Thứ hai là bức tranh hiển thị cho cái quá trình mà quần chúng nổi dậy khởi nghĩa. Và đỉnh cao của tất cả những cuộc đấu tranh giành chính quyền này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo thành công cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 để có thể giải phóng cho dân tộc và xây dựng một cái chính quyền mới, đó là chính quyền của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, đúng không ạ? Dòng người biểu tình tuần hoàn khắp các nẻo đường con phố thủ đô. Đây là hình ảnh cho đoàn người biểu tình ngày 19 tháng 8 trước cửa Bắc Bộ Phủ chào mừng cách mạng thành công ở Sài Gòn phía Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
chính thức lựa chọn về con đường cách mạng và đánh dấu sự xuất hiện của một quốc gia tuy còn non trẻ nhưng đã tìm thấy hướng đi và khẳng định được cái lập trường chính trị rất là riêng của mình, đó là xây dựng một quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi theo cái con đường xã hội chủ nghĩa, giải phóng ách áp bức nô hộ cho nhân dân Việt Nam. Vâng. Đây chính là chân dung của toàn bộ chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho phép cô được hỏi cả lớp xem là ai là đây ạ, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là đảng đã lãnh đạo chúng ta thực hiện thành công cái cuộc đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng giai đoạn năm 45-46 á. Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của nạn đói năm 45 đã giết chết hơn 2 triệu người. Nạn đói mà nhà văn Nam Cao vẫn nói rằng là một cái sự kiện lịch sử kinh hoàng mà đến năm 2000 sau này con cháu chúng ta nghe vẫn còn thấy rùng mình. Xác người ở trên phố nằm la liệt ở trên các đường phố, đúng không ạ? Và ở trong cái tác phẩm Vợ Nhặt thì nhà văn Kim Ngân cũng miêu tả là bóng người xuất hiện dập dờ những bóng ma, thậm chí là cả một cái đám cưới đặc biệt để mang lại hạnh phúc của con người cũng xuất hiện ở trên một cái nền rất là bi thương và thảm thiết của lịch sử dân tộc nước nhà. Đây là hình ảnh của quân Trung Hoa Dân Quốc tràn đến Hải Phòng, hình ảnh của phong trào bình dân học vụ để diệt giặc rốt. Chúng ta có giặc đói, giặc rốt, và nó tạo nên một cái bối cảnh lịch sử là ngàn cân treo sợi tóc cho dân tộc Việt Nam, vì chính quyền của chúng ta còn rất non trẻ, vừa mới được thành lập xong, nhưng vẫn phải làm một cái nhiệm vụ kép song trùng, đó là đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng đất nước. Và chủ trương biện pháp của Đảng là gì ạ? Là xây dựng chế độ Dân Chủ Cộng Hòa và tổ chức kháng chiến ở miền Nam. Thứ hai là thực hiện sách lược hòa hoãn, tranh thủ thời gian để chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến. Cái này các bạn không cần ghi chép vào bài, chỉ cần nhớ cái nội dung tiêu đề thôi ạ. Chào cô một chút xíu. Đó. Thứ ba là đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Năm 46 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến qua đài phát thanh. Và đây là ngôi nhà tại làng Vạn Phúc, nơi mà Hồ Chủ tịch đã viết lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Chúng ta xây dựng một cái đường lối kháng chiến rất là cụ thể và sáng suốt để có thể lãnh đạo được thành công cái con đường cách mạng cho dân tộc, là xây dựng đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Và quan trọng nhất, lưu ý chi tiết này, đó là vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tức là chúng ta vừa nỗ lực thực hiện cái công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chúng ta lại vừa phải đồng hành là xây dựng đất nước, được chưa? Đây là hình ảnh của nữ tự vệ Thành Hoàng Diệu năm 46, hình ảnh của chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội ôm bom Ba Càng để đánh địch trong ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Đảng đề ra khẩu hiệu là thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước và nhất định không chịu làm nô lệ. Có thể nhìn thấy hình ảnh tự vệ thủ đô đang chiến đấu giữ từng căn nhà góc phố để bảo vệ Hà Nội. Tất cả những vật dụng trong mỗi một gia đình như là giường này, sập ụ, tủ chè đều được huy động để có thể làm chiến lũy trên những cái con phố của thủ đô của chúng ta. Và đỉnh cao của kháng chiến chống thực dân Pháp hẳn là các bạn cũng nghe thấy các tư liệu lịch sử cũng như là sách giáo khoa nhắc đến nhiều, đó chính là chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 54 đã làm sụp đổ hoàn toàn sự thống trị của chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam. Đó. Đây là hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và hình ảnh của lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới ở trên nóc hầm Decatur trong chiến thắng Điện Biên Phủ, chính thức đánh dấu mốc là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của chúng ta đã giành được thắng lợi dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được chưa? Các bạn ghi nhớ dùng cô một cái lời nói khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ và chủ nghĩa xã hội trên thế giới. Và thắng lợi của chúng ta còn mở ra một kỷ nguyên mới, mở ra một trang vở mới cho cái con đường đấu tranh giải phóng dân tộc cho rất nhiều những dân tộc khác nữa.
Và cuối cùng ạ, đó là tiếp theo ạ, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai cái nhiệm vụ chiến lược căn bản. Chiến lược căn bản giai đoạn 554 với 575, đó là giai đoạn kháng chiến gì đấy ạ? Đó là giai đoạn gì đấy ạ? Khánh Duy 17 con ơi. Trung ơi, cô vẫn nhìn thấy con giơ tay, cô cảm ơn con. Cô sẽ nhường câu hỏi khác cho con nhé. Bây giờ cô muốn hỏi các bạn khác ở trong lớp để xem các bạn có ghi nhớ tiếp bài. Ừ, con trả lời dùng cô xem. Là Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược giai đoạn này là cuộc kháng chiến gì con? Em nói cô là thời điểm này là Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ ạ. Đúng rồi, tại sao lại nói là chúng ta tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược? Dạ, và một cuộc kháng chiến đó là chiến đấu để giải phóng miền Nam trước đế quốc Mỹ và Ngụy. Rồi, một nhiệm vụ là Đảng lãnh đạo chúng ta có thể chiến đấu với chống thực đế quốc Mỹ, đúng không ạ? Để giải phóng miền Nam, nhiệm vụ nào nữa không? Ở miền Bắc của chúng ta thì sao ạ? Là phải đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đúng rồi, rồi rồi, cảm ơn con trai. Vậy là con có thể thấy là đặc điểm của nước ta sau tháng 7 năm 54 là gì ạ? Là đất nước của chúng ta tạm thời chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị và xã hội khác nhau. Miền Bắc thì đã xây dựng được hòa bình và dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chúng ta đang bắt đầu xây dựng một cái mô hình xã hội mới. Và thế còn miền Nam thì sao ạ? Miền Nam thì vẫn phải chịu cái ách áp đô hộ của chủ nghĩa đế quốc. Cho nên là các bạn có thể nhìn thấy là hình ảnh sông Bến Hải và cầu Hiền Lương của năm xưa. Đây chính là một cái ranh giới địa phận dấu mốc là chia cắt hai miền Nam Bắc của dân tộc. Đến ngày nào mà miền Nam được giải phóng thì quốc gia chúng ta mới thống nhất, hòa chung về một nhà và không còn cái ranh giới chia cắt ở sông Bến Hải và cầu Hiền Lương này nữa. Được chưa? Và chủ trương đường lối cách mạng của Đảng là gì ạ? Là Đảng ta xác định tiến hành đồng thời hai cái nhiệm vụ chiến lược đó, vừa là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, vừa là xây dựng miền Bắc thành một cái căn cứ địa vững chắc để có thể làm hậu phương cho chiến trường của miền Nam. Thứ hai là sẽ tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Được chưa? Các cái giai đoạn mà Đảng Cộng sản lãnh đạo có thể nhìn thấy đó chính là giai đoạn 554 đến 565. Chúng ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và vừa đánh thắng các cái chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam. Chờ. Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc và hình ảnh của bác thăm công trường xây dựng công trình hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hà. Có nghĩa là vừa phải thực hiện cái nhiệm vụ là xây dựng xã hội chủ nghĩa đấy ạ, đúng không ạ? Ấp Bắc là một chiến thắng lạ kỳ và tuyệt vời của quân dân ta, đẩy chiến tranh đặc biệt của Mỹ rơi vào phá sản. Còn ở miền Nam thì sao? Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của một trong những con tàu không số chở vũ khí trên Biển Đông những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt. Hình ảnh của nữ dân quân miền Bắc nhắm thẳng quân thù mà bắn. Và đây là niềm vui của các chiến sĩ, bộ đội của chúng ta bên xác máy bay của Mỹ. Trong cái chiến dịch là Hà Nội 12 ngày đêm, chiến thắng B-52 và tháng 12 năm 72. Và cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã mở ra một cái thời kỳ mới cho dân tộc Việt Nam. Còn từ năm 75 đến nay thì các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều những cái thành quả của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn dắt và lãnh đạo con đường cách mạng Việt Nam, thực hiện những cái thắng lợi căn bản phù hợp với cái điều kiện thực tế của đất nước. Xin phép có một câu hỏi cuối cùng trước khi khép lại cái chuyên đề này. Năm 2021 là chúng ta tiến hành đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bao nhiêu ạ? Vâng, Trần Thị Thu Huyền ạ, cô mời con ạ. Nó cô là lần đại hội lần thứ 13 ạ. À, đại hội lần thứ 13 và ai được bầu làm bí thư ạ? Ai được giữ vai trò làm bí thư ạ? Huyền ơi. Vâng, ba bạn giơ tay ạ. Ông Nguyễn Phú Trọng ạ. Rồi, đó chính là bác Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục tái đắc cử với vai trò là bí thư. Bây giờ lại Hoàng Anh được ạ. Được chưa ạ?
Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được chọn bác Nguyễn Phú Trọng được bầu làm bí thư ở Ban chấp hành ở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi ạ. Và cái mục nội dung cuối cùng là đường lối đúng đắn của Đảng, nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam ấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy là đường lối đúng đắn của Đảng là thể hiện ở việc là luôn luôn xác định được cái nhiệm vụ mục tiêu của cách mạng ở mỗi một cái giai đoạn khác nhau, xác định được lực lượng tham gia cách mạng của chúng ta, xác định được phương pháp cách mạng phù hợp. Tại sao nói là phương pháp cách mạng phù hợp? Ví dụ như là cái giai đoạn mà đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam ấy, thì chủ trương của chúng ta đó là phải dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống lại cái bạo lực phản cách mạng của đế quốc và thực dân ạ. Có thể thấy điển hình thông qua một cái câu nói rất là nổi tiếng của cụ Mết ạ, là gì ạ? Chúng nó cầm súng thì mình phải cầm giáo. Các bạn đã được học trong cái tác phẩm là Rừng Xà Nu của Nguyễn Trung Thành rồi. Tại sao nói chúng nó cầm súng mình phải cầm giáo? Có nghĩa là khi mà kẻ thù dùng vũ khí bạo lực phản cách mạng để thực hiện thì mình cũng phải đứng lên dùng vũ khí để chống lại cái bạo lực phản cách mạng đó. Nói đúng hơn là chúng ta phải sử dụng là đấu tranh cách mạng để chống lại cái phản bạo lực phản cách mạng đó. Được chưa? Rồi. Và như vậy là trên cơ sở xác định được mục tiêu cách mạng, lực lượng cách mạng và tìm được phương pháp cách mạng cho con đường cách mạng của Việt Nam, có thể cho thấy là Đảng Cộng sản chính là nhân tố quyết định mọi cái thắng lợi của con đường cách mạng của chúng ta qua các cái giai đoạn khác nhau. Được chưa? Và cho đến tận ngày hôm nay, khi mà nước nhà đã hòa bình độc lập rồi, thì Đảng cũng vẫn xác định một cái nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Đó, các bạn có thể nhìn thấy các cái hình ảnh trên slide. Và cái cuối cùng ạ, lưu ý những cái bài học cơ bản của Đảng Cộng sản trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Thứ nhất là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc. Thứ hai là bài học rất là sâu sắc cho chúng ta là sự nghiệp cách mạng luôn luôn phải là của dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thứ ba là không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, đoàn kết dân tộc và đặc biệt là hợp tác quốc tế, nhất là trong cái bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay, mọi thứ đều có thể diễn ra triển khai trên cái mặt phẳng số và đòi hỏi tất cả các quốc gia trên thế giới phải chung tay để có thể thực hiện thắng lợi tất cả những cái nhiệm vụ của mỗi một quốc gia và để đảm bảo được cái ổn định an ninh và hòa bình vững chắc trên toàn thế giới ạ. Và quan trọng nhất là chúng ta luôn luôn phải kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế. Và cái cuối cùng, cô xin lưu ý bài học quan trọng nhất trong tất cả các giai đoạn cách mạng của chúng ta là gì ạ? Là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố hàng đầu để quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ở mọi giai đoạn cách mạng thì luôn luôn cần phải có sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản là kim chỉ nam định hướng và dẫn đường cho tư tưởng và hành động cho mọi cái cương lĩnh chương trình của con đường cách mạng của chúng ta. Được chưa? Và cái chuyên đề ngày hôm số 2 đến đây là khép lại. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta nghỉ các con nhé. Cô chiều nay nghỉ à cơ? Không ạ. Từ từ chào cô.